Anh chị Tuấn Nguyễn có hỏi SSI VND gia tăng được không? Gia tăng được là hơi trễ. Rồi, anh biên cho ý kiến trước ạ. SSI thì vẫn là đang xu hướng tăng, nhưng mà nó đã chạm vào vùng kháng cự rồi, 25, 26. Gia tăng thì gia tăng được cái vùng giá khi mà nó phá qua cái đỉnh này, là cái vùng giá 23 thì mới mua gia tăng được. Bây giờ chỉ có nắm giữ chờ chút lời, hoặc là về cái vùng đỉnh cũ này, nếu mà cái lượng hàng cung mà chúng ta hấp thụ được hết, nó sẽ tích lũy lại ở cái vùng giá này và tiếp tục đẩy qua, vượt qua được giá 26 thì mới mua được. Đó là về quan điểm của em về con SSI. Chứ còn bây giờ mình khó để mua tiếp được cái vùng kháng cự này. Thì Ok, Dương sao em? mình Dương này. SSI thì em đang thấy là nó có một cái kênh giá ấy ạ. Đây này, có một cái kênh kênh giá. Anh Nguyên phải vẽ giúp em được không? Kênh giá đi lên. Đấy, đúng rồi ạ. Thì theo em thấy là nếu như mà theo kênh giá ấy, thì nó cũng đang tiệm cận lại cái biên trên của cái kênh giá rồi. Thế nên là thời điểm này thì khả năng cao là nó có thể là có sẽ điều chỉnh lại những cái vùng giá dưới. Thì nếu mà mua gia tăng thì điểm này em đang thấy là không hợp lý ạ. Về quan điểm của em thì em nghĩ là có hàng nắm giữ thôi, và có những cái nhịp rung lắc mà về lại cái vùng giá khoảng độ 20, có thể về lại cái vùng giá khoảng 24 đến 24.2, 24.3 à, thì những cái vùng đó thì có thể cân nhắc gia tăng sau. Còn hiện tại thì em đang thấy là nó tiệm cận lại cái biên trên của kênh giá ấy. Thế nên là thời điểm này mua thì không hợp lý nữa, có nắm giữ thôi ạ. Để anh Quân có chia sẻ gì thêm không ạ? Em cũng thấy là SSI trong cái kênh giá và cũng nhiều lần chia sẻ anh chị về cái channel SSI rồi mà mình thấy nó cứ vận động trong cái khu vực này và cứ chạm cái kênh trên thì nó lại rụt xuống. Và trong cái trường hợp mình thấy là xu hướng tăng vẫn còn, nó thuận lợi cho người nắm giữ và mua mới thì thôi. Và đặc biệt là anh chị cũng chú ý về cách giải ngân, chúng ta rút luôn kinh nghiệm, tức là nếu mà mua thì phải mua mạnh ở dưới nền và càng lên cao thì số lượng mua nó càng ít hoặc là rút bớt ra. Đấy, tránh cái chuyện là cứ lên cao lại hỏi là gia tăng, rồi cùng là cái giá trung bình của mình nó bị cao. Đấy, và đặc biệt là đến lúc mà mình cảm thấy là an toàn và mình gia tăng hết cỡ full margin thì có thể nó lại chính là đỉnh. Nên là không không kinh doanh như thế nha anh chị nhá. Đấy, mua là phải mua mạnh ở dưới nền, năm ăn năm thua luôn dưới nền. Đấy, có sai là cắt lỗ, còn khi mà mình đã đoán đúng được xu hướng rồi thì chỉ có gồng lời thôi. À, tương tự với lại VND, anh Biên và Dương có thể cho ý kiến thêm về cái VND. VND này trong mẫu hình này thì trông vẻ tăng khá là mạnh, mạnh hơn so với SSI, và chưa chạm tới vùng kháng cự. Vùng kháng cự của nó là vùng giá quanh 22, 23 cơ, nên là dư địa nó vẫn còn khá là xa, 20% nữa nếu mà mạnh. Hiện giờ nó mới đi, mới thoát khỏi nền thôi. Con này mạnh hơn so với SSI. Vùng mua mới thì anh chị có thể chờ nó test lại cái vùng giá 17, 17.5. Thì Dương sao em? Với em thì em thấy là VND có một thời gian khá là dài tích lũy ở cái biên từ vùng giá 13 cho đến kháng cự là ở 17 đó, thì bây giờ nó mới bắt đầu vượt được khỏi cái biên tích lũy đó một chút thôi. Thế nên là cái dư địa tăng tiếp nó vẫn sẽ còn so với những cái mã cổ phiếu như là ETF, BSI, thậm chí nó X2 rồi, thì cái VND này mới chỉ tăng có một chút. Nên là để mà kỳ vọng một cái nhịp tới vẫn tiếp tục tăng là có khả năng ạ. Nên là với anh chị nào mà đang có hàng thì em nghĩ vẫn tiếp tục nắm giữ được cho cái target cho chung dài hạn một chút. Còn tuy nhiên thì trước mắt thì em vẫn đánh giá là nên đợi những cái thông tin như đã chia sẻ trong cái tuần này khá là nhiều biến động. Đấy, thì chúng ta sẽ đợi khi mà những cái thông tin này nó ra hết, chờ cái việc mà Fed tăng lãi suất này, CPI của Mỹ công bố, hay là cái việc đáo hạn tái sinh ấy, thì lúc này chúng ta sẽ cân nhắc. Tại vì khi mà nó điều chỉnh thì sẽ có những giá hợp lý hơn cho mọi người. Thì em nghĩ là VND thì sẽ có sự rung lắc về lại những cái vùng giá 17.5 đến 18, thì khi đấy có thể cân nhắc gia tăng được. Tuy nhiên thì vẫn lưu ý với anh chị là nếu mà gia tăng thì cái lượng hàng gia tăng phía sau sẽ ít hơn cái lượng hàng ban đầu mình mua. Đó, vẫn chia sẻ với anh chị là cái cách mua gia tăng ấy là càng lên cao thì cái lượng mình gia tăng mua lại càng ít hơn cái lượng hàng lúc trước. Đó, nên anh chị nào mà muốn gia tăng thì có thể chú ý cái vùng giá khoảng từ 17.5 đến 18 đối với VND ạ. Còn tuy nhiên thì dư địa tăng thì vẫn đang còn, nhưng mà ở trong thấy cái chặp tuần ấy, em thấy ở trong cái chặp tuần nó có cản một chút ở cái vùng giá hiện tại này, quanh những 19 này. Đấy, thì cũng nên là mọi người cũng chuẩn bị tâm lý trước một chút để khi mà những nhịp rung lắc mà về lại những cái điểm mua hợp lý hơn, vùng giá khoảng 17, 5, 17, 18 thì chúng ta sẽ tham gia vào, tránh những cái nhịp rung lắc trong hiện tại mà chúng ta bị rũ mất hàng này, hoặc là bị lỗ. Đấy, khi đấy mà không chịu được cái rung lắc đó thì nó khá là rủi ro. Đấy, đây là một vài lưu ý với mọi người thôi. Còn em thấy là VND vẫn đang khá là tích cực, cửa tăng vẫn đang khá là sáng. Tuy nhiên thì nó cần thêm thời gian một chút nữa.
Đấy, nói chung là nếu mà chốt lại về cái SSI với cả cái VND này thì em nghĩ là gia tăng được, nhưng tuy nhiên phải chờ. Đấy, SSI thì mình sẽ chờ vùng giá khoảng 24, còn VND thì chờ khoảng 17.5 đến 18. Đấy là hai cái mốc mà để cho anh chị lưu ý muốn gia tăng hoặc là mua mới. Còn hiện tại thì nếu mà có hàng thì nắm giữ rồi đã, chưa phải vì phải vội vội gia tăng đâu ạ. Chờ những cái điểm gia tăng đẹp thì chúng ta mới gia tăng. Thế thì bên ở đây Đấy, em cơ. thấy là đang ở trong một xu hướng tăng rồi, nhưng mà cái trạng thái mình đang thấy là một trạng thái tăng yếu và có thể là mình sẽ cần tích lũy lại ở quanh cái khu vực là từ 17 đến 18. Và như anh chị biết đúng không, cái phiên mà giao dịch thanh khoản lớn 70 triệu cổ thì nó ở cái giá 17, và sau đấy khoảng 3 tuần thì cũng lại 70 triệu cổ, vậy thì là bán gần sàn ở cái giá là 10 18. Thì em cho rằng là có thể VND nó phải có cái sự thanh máu cổ đông khá là mạnh ở đây và sẽ kéo dài nhiều tuần thì mới có đà tăng tiếp được. Có hàng thì tiếp tục nắm giữ, chen tăng vẫn còn mua mới thì thôi. Và nếu mà có muốn gọi là muốn mua lắm ấy, thì có thể để ý quanh cái chỗ 10 17 5 18 thôi. Thôi chị Hương mới hỏi tiếp về MBS cảnh bao nhiêu. Nếu như mà nhìn theo đồ thị thôi thì cái cản này gần nhất với cản MBS thì nó sẽ là ở vùng giá 20, khoảng 20 đến 20 chấm 21, 20 21 thì sẽ là cái vùng cản của MBS, vì là nó sẽ là về lại vùng đỉnh cũ, cái đỉnh cũ của đợt tháng tháng 8 năm ngoái của MBS á. Thì nếu như mà chị muốn nắm giữ thì có thể chú ý đến cái vùng giá đó. Tuy nhiên thì đây, ở trong cái chart tuần và chart tháng thì cái vùng giá hiện tại này cũng đang là cái vùng cản luôn rồi. Thế là với những anh chị nào mà bị thấy mua hợp lý từ những cái nền giá dưới vùng giá khoảng 13, 13x, 14 thì em nghĩ vẫn tiếp tục nắm giữ được cho chung dài hạn. Những cái vùng mà đến giá vùng giá 10, 19 đến 20 sẽ là cái vùng rung lắc của MBS này. Nếu mà cái vị thế mình mua hợp lý rồi thì vẫn tiếp tục nắm giữ được. Tại vì vẫn liên tục nhắc với anh chị là những cái nhóm mã thuộc ngành chứng khoán vẫn sẽ khá là tích cực trong thời gian tới, nên là vị thế mua hợp lý rồi thì tránh những cái nhịp rung lắc này mà chúng ta bị rơi mất hàng. Thì vị thế mua tốt thì vẫn cứ nắm giữ thôi. Còn nếu mà đánh T cộng thì đấy ạ, chú ý những cái vùng giá khoảng 20, vùng giá quanh 20 sẽ có sự rung lắc. Thì mọi người đánh T cộng, đánh lướt lát ngắn hạn thôi thì chú ý cái vùng giá đó. Còn về chung dài hạn thì vẫn tiếp tục nắm giữ cho người ta rất dài hơn. Đấy, về lại những vùng giá khoảng 29, 28, 29. Nếu như mà vượt được cái vùng giá 20 này, tuy nhiên thì lên đó sẽ là một cái hành trình khá là khó khăn. Nhưng vị thế tốt rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ để kỳ vọng người ta target xa hơn cho chung dài hạn như thế được ạ. Ok, em cũng có nhìn chung với Dương. Cản gần nhất của MBS nên nó chính là giá 19.8 20. Đấy là cản gần nhất. Nhóm bên này chị sẽ nhìn MBS. Nếu mà xét về các cái mã mà nhắm trong hôm nay ấy, em đang thấy là cái nhóm của anh Mr. Lăng ấy là đáng để quan sát. APS, APG, API là đáng quan sát nha. Bây giờ nó đang giống như kiểu bây giờ nó đang rũ ấy và tạo cái nền. Đấy. Không biết là anh bên nghĩ sao? Sau đấy thì mời bạn Dương cho ý kiến. APS này đang về vùng hỗ trợ rồi đấy, chân tăng nó khá là yếu nhưng mà vẫn đang là sideway up, đang đi lên thì thôi, trong kênh thôi. Con này đang tích lũy lại quanh cái vùng giá 14 năm này, xem nó đỡ giá được ở cái vùng vùng 14 năm, quanh vùng 14 năm này không. Thì Dương theo em thì mấy con mã cổ phiếu nhỏ này thì em tính nghĩ sao? Thì em đang thấy là cũng chưa tăng được quá nhiều so với cái nền giá tích lũy của nó. Thế nên là hiện tại thì nếu như mà để kỳ vọng cái tiềm năng tăng trưởng tốt với mã này thì vẫn đang có. Tuy nhiên thì cũng phải chờ, để tham gia thì cũng phải chờ những cái nhịp mà điểm mua an toàn hơn một chút. Với em thì sẽ là bây giờ phải vượt được, lấy lại được cái mốc 15.2. Khi mà lấy lại được cái kỳ run này thì cái khả năng mà nó tăng tiếp mới có. Không thì khi mà cái trường hợp hai kiếm nó đang chập như thế này mà nó cắm đầu xuống thì cũng tương đương với việc giảm rất là mạnh. Thế nên là để mà tham gia đối với cái APS này thì em nghĩ là cần phải lấy lại cái kỳ run, lấy lại những cái đường kỳ run 15.3 thì khi đấy có thể cân nhắc tham gia được ạ. Còn bây giờ thì hiện tại thì em thấy là anh chị là có hàng thì tiếp tục nắm giữ để theo dõi thêm thôi. Mất 14 thì cần phải bán ạ, còn không thì mọi người tiếp tục nắm giữ được. Tại vì thực ra thì vẫn đang đánh giá cái nhóm chứng khoán là cái nhóm vẫn tích cực trong thời gian tới, nên những cái mã penny như thế này thì em vẫn nghĩ là có thể kỳ vọng một cái nhịp tăng trong thời gian tới. Đặc biệt là những cái mã nhỏ như thế này thì khả năng tăng thì cũng khá là nhẹ nhàng hơn là những cái mã lớn, thì chúng ta có thể cho nó thêm cơ hội. Tuy nhiên thì để mua mới thì mọi người phải lưu ý là đấy, nó phải lấy lại được cái mốc 15.3 thì em mới có thể cân nhắc tham gia. Còn nếu mà không thì có hàng thì quan sát thôi ạ.
Đây là API cũng vậy, em đang thấy là API đang ở dưới cái đường Kizun. Thì ra khi mà những mã cổ phiếu mà dưới Kizun như thế này thì nó cũng khá là yếu ấy. Và nên là chúng ta cần quan sát thêm để chờ. Cái API này thì có một cái cản, thấy ngay ở cái đoạn 16, nó là một cái cản đối với API, cũng là cái đỉnh đỉnh cũ, cũng là cái đường giao găm, cái bóng giao găm cũ, giao găm 65. Đấy thì những cái mã như thế này muốn tham gia thì nghĩ là nên chờ chờ nó vừa hẳn khỏi những cái cản này, nó thoáng hơn thì chúng ta có thể tham gia được. Còn lại như thế này nó đang lình xình như thế này thì cái mất thời gian, nó có thể tiếp tục tăng. Thì cái trường hợp đấy nó cũng khá là chôn vốn của mọi người ấy. Nên là em nghĩ là nên chờ có những cái tín hiệu rõ ràng, một là nó bứt thoát hẳn được thì mới tham gia. Còn hiện tại bây giờ thì em vẫn đang theo dõi rồi đã. Không gì của em đấy, ba cái mã giống như kiểu là đang cố gắng để tạo cái nền mới ấy. Trong khi đó với bối cảnh là các cái mã chứng khoán khác thì nó phi lên, thì ba cái đội này nó lại đi ngang, và cho thấy là cái tín hiệu nếu mà nó tích lũy xong cái này ấy, thì cái lực bật nó còn ác ôn hơn nữa. Thì mà đó là mình nhìn cho quá khứ, không có những cái lúc mà nó lên tận giá 60.000 lận. Nên là cái đội nhà anh Lăng này thì tiềm năng là mình không thể nào đoán biết trước được, chỉ biết là có nền giá chắc chắn thì có thể tham gia được. Chứ còn không nên đoán đỉnh những cái mã như là của Thành Lăng. Ok, lướt qua cái nhóm ngành thì em thấy sáng nay có cái sự tích cực ngay từ sáng sớm của nhóm chứng khoán, nhưng mà sau đấy khoảng 10 rưỡi thì nó trùng lại. Thì như quan điểm xuyên suốt trong khoảng 4, 5, 6, 3 tháng thì vẫn nhất quyết với anh chị là chứng khoán vẫn là một cái nhóm mạnh hút tiền đi cùng với lại bộ bộ ba, đúng không? Chứng khoán, bất động sản, đầu tư công. Thì chứng khoán chắc chắn là sẽ là đội dẫn sóng, và thực ra là đội này mới là đội nhanh nhạy với dòng tiền này chứ không phải là ngân hàng. Đấy, thì trong sáng nay thì em thấy chứng khoán tích cực, đặc biệt là mấy cái mã chứng khoán nhỏ, và thấy nó tím tái từ sáng luôn. Chứng khoán nhỏ ví dụ như là Hòa Bình này, HBS này, xong rồi IVS này. Đối với những mã chứng khoán lớn như là VND, NRI thì cũng có cái sự bật bật lại. Tuy nhiên là chưa vượt qua được những cái mốc cao của cái hôm thứ năm mà tăng trần gì đấy, tăng trần xong rồi vật lộn về sàn ấy, thì chưa chưa vượt qua được. Tuy nhiên là cái xu hướng nó xác nhận rồi, nếu mà ai có thì tiếp tục nắm giữ hàng thôi. Chứng khoán thì vẫn là cái mã mạnh. Nếu mà xét chung về chứng khoán thì em thấy là cái đội chứng khoán nhỏ thì đã x2 trong khoảng 2 tháng qua hết rồi, x2 hết rồi, thậm chí là kể cả như VIX thì mình thấy cũng x2. Bây giờ những cái mã chạy sau ví dụ như là SHS chẳng hạn thì cũng sắp sửa đâu đấy là cũng 50-60% rồi đấy, không ít đâu anh chị, vì là từ giá 9 mà 9 9 mà bây giờ là 10 13 đấy, cũng đâu đấy khoảng 50% rồi, khác khiếp luôn. Như vậy anh chị mà nào mà nắm chứng khoán mà trong khoảng 2-3 tháng qua chẳng hạn, nhiều thì anh chị được nhân đôi, ít thì cũng được đâu đấy khoảng độ, thôi mình cứ bỏ rẻ khoảng 30% rồi lại. Không biết là bạn Dương và anh Bên có cái ý kiến gì về nhóm chứng khoán không? Xin mời Dương trước ạ. Dạ, vâng ạ. Thì chứng khoán thì vẫn chia sẻ với anh chị rất là nhiều buổi live stream rồi, là vẫn là cái nhóm ngành mà hút tiền mạnh này, được dòng tiền chú ý đến và có cái khả năng tăng tiếp trong thời gian tới, nên là cái nhóm ngành đáng để chú ý, và cũng liên tục báo với anh chị những cái mã mà đánh giá là tiềm năng. Thì chứng khoán đợt này thì em nghĩ là về trung hạn thì nó sẽ tích cực thôi, khi mà thị trường vẫn đang chúng ta đang view là sẽ tiếp tục tăng, thì những cái nhóm ngành chứng khoán là cái nhóm ngành mà nhạy nhất với thị trường, thì ít nhiều là cũng sẽ được hưởng lợi từ cái việc này. Thế nên là cái khả năng tăng tiếp trong thời gian tới là vẫn có. Tuy nhiên thì cũng phải tùy theo từng mã cổ phiếu. Có những mã đã tăng nóng rồi thì cũng lưu ý những cái khu vực mà chúng ta có thể cân nhắc chốt lời tùy từng mã. Còn lại thì những mã như là VND, những mã lớn thì chưa tăng nhiều, chúng ta phải tiếp tục nắm giữ được. Còn đánh giá chung về cả nhóm ngành thì em vẫn đánh giá là chứng khoán là một nhóm ngành tích cực ạ. Và vẫn là cái nhóm ngành mà chúng ta sẽ theo dõi trong thời gian tới. Về chứng khoán Chứng khoán thì trước mắt đang đợi bởi cái dòng tiền, do là nghe tin giảm lãi suất nên là mọi người rút tiền ra đầu tư chứng khoán nhiều hơn. Thì từ đầu tư chứng khoán nhiều hơn thì tất nhiên là các công ty chứng khoán này cũng sẽ được hưởng lợi những cái dòng tiền ra kinh doanh chứng khoán và thu tiền từ hoa hồng từ người dân. Đó nên là khi mà đã có dòng tiền vào ấy thì tất nhiên là các công ty chứng khoán sẽ các công ty có lợi nhuận. Anh nghĩ là trong thời gian tới nên là các công ty chứng khoán này cũng sẽ tăng mạnh và có nhiều lợi nhuận hơn so với giai đoạn trước.
nên là tình hình khá là khả quan, khá là tích cực. Nếu mà các anh chị nào mà thích dòng chứng khoán thì có thể nắm giữ chung dài hạn được. Mình thấy trong các cái sóng từ 2018, 19 này, 20, 21, 22, bây giờ 23, mình thấy lúc nào cũng có sự có mặt của chứng khoán bất động sản. Chỉ có 2021 thì mình nói là banh chứng thép, đấy cũng có chứng. Đấy, nhưng mà trong cái sóng này thì em thấy nó có một đặc trưng là này, tức là cổ phiếu mà phải thuộc các cái nhóm ngành mang tính chất là ăn theo nói leo ấy thì nó mới tăng mạnh. Chứ còn những cổ sản xuất là bây giờ là nằm trượt dài thôi, cho nên là mình cứ cứ bảo là sản xuất này sản xuất nọ, thực ra là các cổ phiếu là nó đi ngang là nhiều đúng không? Ví dụ như mình cứ bảo Hòa Phát hoa sen hoa chi chẳng hạn, đi ngang là nhiều, chứ còn cái đội mà nhỏ nhỏ ấy, thực ra mình cũng có biết là nó sản xuất cái gì đâu đúng không? Mấy cái thép nhỏ nhỏ mình chả biết sản xuất cái gì cả thì nó phiền mầm đấy. Đấy, còn về nhóm ngành thì lấy chứng khoán này, bất động sản và đầu tư công, thực ra ba nhóm này thì cứ là kỳ vọng vu vơ thôi chứ nó cũng có sản xuất gì đâu chị đúng không? Ví dụ như là chứng khoán thì cứ bảo là thanh khoản tăng thì nhiều thuế phí, bất động sản thì vẫn mấy cái miếng đất đấy cứ vẽ đi vẽ lại báo cáo thôi, còn về đầu tư công thì mình đâu có biết là người ta làm dự án như thế nào, còn nhiều khi là làm xong dự án của nhà nước 5 năm sau thì mới được nhà nước trả tiền thì có khi nó lỗ thôi. Nhưng mà kệ chứ, mấy cái đội mà cứ ăn ra nó leo bây giờ thấy nó tăng mạnh, chứ còn đội sản xuất khó.